Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và hôm nay thì em Bình lại tiếp tục đi vào trong nhà của các cháu mồ côi. Và hôm nay em Bình đi vào nhà của các cháu mồ côi thì em Bình có mua được một cân thịt lợn bản với lại mua được 10 gói giống hạt rau để đi cho gia đình các cháu mồ côi được trồng. Và đây là phần quà của cô Thu Vân ở bên Mỹ. Và cân thịt này là 120.000 và 10 gói giống hạt rau là 100.000. Thì tổng cộng tất cả là 220.000. Và con cũng xin cảm ơn cô Thu Vân rất nhiều. Bây giờ thì em Bình cũng sắp đến nhà của gia đình rồi. Nhà của gia đình thì sống biệt lập bên này, một ngôi nhà. Còn hàng xóm thì sống ở bên kia sông. Đấy, bây giờ thì cũng là buổi sáng sớm, có khoảng 9 giờ. Chào em Giang nhá. Vâng ạ, chào anh Bình ạ. Đấy, chào bác. Đang quay nhà em? Vâng. Đấy, thì em sẽ để cái thức ăn cũng như là cái hạt giống để đây nhé. Đấy, đây này. Em Giang ơi, đây có phải gà anh mua ra không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, lớn nhanh nhỉ? Đấy. Đấy, gà cũng rất lớn rồi. Gà bây giờ thì đang để trứng nhé. Đấy, gà rất lớn rồi. Gà của anh Vũ Việt Anh ấy. Gà rất là to, rất là lớn. Sẽ phát triển nhanh thôi. Đấy, còn em Giang thì đang quét nhà. Con của em ngủ rồi em Giang? Ngủ rồi ạ. Ngủ rồi. Đây là nhà của gia đình. Em gọi mẹ em với lại em vào đây để anh cho phần quà của cô Thu Vân cho gia đình nhé. Em Giang ơi, em vào đây. Đấy, đây là phần quà của gia đình. Đấy, thì em mình để đây rồi. Bác vào đây đứng cho cháu như là tí ạ. Nhất cái cơ là xoắn này ít tiền anh cơ. Em Hoa, cần chụp lót à chị tao? Chị tao chị gì mà cái nhắc rồi con. Đấy, thì hôm nay thì em Bình lại tiếp tục vào nhà của gia đình các cháu mồ côi. Thì hôm nay thì các cháu vẫn là đi học. Còn cháu nhỏ của em Giang là vẫn ở trong giường, đang ngủ nhá. Còn em Hoa thì đang ở bên ngoài gội đầu, nên là vẫn đang ở bên ngoài. Thì bây giờ thì em Bình sẽ gửi phần quà nhá. Thì đây là phần quà của cô Thu Vân ở bên Mỹ nhá em nhá. Đây là một cân thịt lợn mông, lợn bản. Và đây là 10 gói hạt giống rau, tất cả các loại rau nhé. Đấy, rất là nhiều loại rau trong này. Đấy. Em hộ anh bóc về đây ra để anh cho các cô chú xem. Anh mua 10 gói thì thoải mái trồng nhá. Khi nào mà mình đi gieo thì mình gieo nó bình thường thôi. Đấy. Rất là nhiều loại hạt giống rau. Đấy, có cả những cái rau này và có cả rau thơm nhé. Rau thơm là có cả những cái gói này, những cái gói rau này nữa. Đấy, 10 gói nhá. Đấy. Được rồi, bác vào đây đứng, vào đây đứng để cháu cho quà. Đấy. Thì phần quà là phần quà của cô Thu Vân ở bên Mỹ. Đấy, hôm nay anh mua vào đây là hết 220.000 nhá. 220.000 thì sẽ trao cho gia đình em. Đấy. Thì em với lại mẹ của em có lời nào gửi đến cô Thu Vân không? Cô Thu Vân là ngày trước là cô cũng có gửi rất là nhiều quà vào cho gia đình em rồi ấy. Và lần này thì cô lại tiếp tục ủng hộ cho gia đình em. Thì em có lời nào cảm ơn cô không? Dạ, cháu cảm ơn cô Thu Vân đã gửi quà cho cháu, cho gia đình cháu. Cháu chúc cô sức khỏe và vui về bên gia đình. Và cảm ơn anh Bình đã vất vả cho gia đình em ạ. Ừ. Đấy, nhập về các vốn một lúa cho cháu à, tụ phao. Nhưng nó rất là cao. Anh ạ. Tụ phao. Ờ, cái
Yo nó giấu tôi là bây giờ nói bây giờ tôi nhớ bây giờ các cháu phơ. Ừ thì à, bây giờ thì à, em Giang và mẹ của em Giang ấy thì à, cũng đã cảm ơn cô Thu Vân và con cũng xin cảm ơn cô nhiều. À, bây giờ thì à, cái hạt giống rau ở đây thì hôm nay thì trời cũng có mưa nhé. Hôm nay trời cũng có mưa thì à, em sẽ dành thời gian để em đi trồng rau nhé em Giang nhé. Vâng. Ừ, hạt giống rất là nhiều loại luôn. Và em đi trồng cái giống này thì phải cho kiểu như là mình phải trồng vào nhau ấy để cho nó ấy. Còn những cái loại khác thì mình trồng cái luống khác nhé. Ví dụ như cái gói này mình phải trồng luống khác. Đấy, thì còn thịt thì bây giờ thì là cũng còn sớm, thì một tí buổi trưa thì em sẽ nấu cho gia đình ăn nhé. Vâng ạ. Đấy, anh mua tất cả là 10 gói, rất là nhiều luôn. Em xem là trồng cứ trồng lên, trồng mấy gói này ra thì ăn thoải mái rồi. Ăn sắp đến Tết không biết có hết nhưng không, đấy, rất là nhiều luôn. Nhưng mà lúc mà em trồng em phải nhớ tưới nước nhé. Ngày mưa thì không cần tưới nhưng mà ngày mà nắng quá thì phải tưới nước vào buổi sáng và buổi chiều tối. Không được tưới vào buổi trưa nhé. Bây giờ em cứ để đây đi. Em để đây xong là xem một tí nếu mà không làm gì thì em cũng nên trồng luôn. Vì là cũng làm cái luống rau đấy cũng khá lâu rồi. Đấy, gà này. Gà rất là nhiều. Ô, có cả một con trèo lên trên mái nhà này. Gà xương đen. Ý. Lợn. Rồi, bây giờ thì sẽ phải ưa cái hạt vào đây luôn. Vì là hôm nay trời mưa rất là to ấy. Trời mưa rất là to nên là cái đất này thì rất là tươi sốt, rất là ẩm nên là trồng thì rất là phù hợp. Im gì cho mà có cho ni cho ít ha thì cho ni mà nó muốn ít ha hả? Ừ. Ừ. Lò nái thì chết thế nào? Ai bột chanh nhỉ? Nè xó luôn. Mỗi chút xong thì xó tỏ nhỉ? Ừ. Cho nên chè ư tao rất là vui chà. Chè ư thế tao á. Chè chết tao thế tao. Cái này chắc cũng không cần phải làm lại nữa. Vì là trời mưa ấy. Chết chè tao thế nào đó. Ừ. Bây giờ thì bác sẽ bóc cái hạt giống này ra để mình ấy. Ưa giống luôn. Cho nó. Nét chế à, nét chế bình thường này. Đấy. Bây giờ thì sẽ ưa luôn. Có chết sụt xua vậy, chết sụt xua thế chân này lót tuôn này thế lì à. Dòng rau dạ. Đang có một cái máy bay bay trên trời ấy. Tiếng động rất là lớn. Em ra cũng ưa luôn đi. Ưa giúp cũng mẹ em ưa luôn để một tí. Xong thì máy hôn nữa thì rau lớn rồi. Xong là nếu mà ở nhà không làm gì ấy thì lấy cái này để mà quay lại cái vườn rau của mình ấy. Cái tre này ấy, quay lại cho nó không gà nó không vào. Cái đó sẽ giờ trồng, muốn trồng. Sao
Anh xem nào. Cái này còn phải ấy. Cái này còn phải lấy nó đập đập nó ra thành nhiều mảnh là mới ưa mới tốt được. Hiện tại em cứ trồng cái rau này trước đi. Em cứ làm cái rau đấy trước. Cái này để sau cũng được. Cái này còn phải làm nhiều công đoạn lắm. Đấy. Dạo đau rồi. Trong cái khu vực thị trấn Bảo Lâm ở đây thì mưa rất là nhiều nha các bác. Mưa rất là nhiều nên là trồng rau thì rất là phù hợp vào những ngày mưa. Thank you.
nhiêu ấy. Và hôm nay thì em mình cũng đã mang phần quà của cô Thu Vân vào đây để cho gia đình các cháu mồ côi. Và hiện tại thì em Rong và em Hoa và bác đang trồng rau ở đây. Đấy, thì hôm nay em mình cũng đã chia sẻ cái buổi hôm nay em mình vào đây cho đến tất cả cô chú bác anh chị được xem rồi. Và con một lần nữa cũng xin cảm ơn đến cô Thu Vân đã bên mình rất là nhiều. Và bây giờ thì có lẽ là em mình sẽ xin phép khép cái video tại đây để em mình còn đi công việc khác nữa. Đấy, thì em mình cũng xin cảm ơn đến tất cả quý anh chị và mọi người đến lúc quan tâm và ủng hộ kênh của em mình. Đấy, xin cảm ơn.